Ở đây mọi người đã xem chiếc vlog 2 ngày ở Sài Gòn của mình rồi đúng không? Và mình cũng đã thông báo với mọi người là mình sẽ có 2 ngày tiếp theo ở Vũng Tàu. Bọn mình vừa mới check in phòng xong và hiện tại bây giờ đang rất là đói luôn. Thế nên là tất cả chúng mình sẽ đi ăn nha mọi người. Và cái món ăn đầu tiên mình sẽ thử ở Vũng Tàu đấy chính là bánh khọt. Đang ngồi đây lồng voi nghĩ đến lại thấy thèm mọi người ạ. Đây chính là cái quán mà mình sẽ ăn bánh khọt nha. Không biết là mọi người đã xem hết video mình ở Sài Gòn hay chưa. Đoạn cuối của video thì mình có nhắc đến hai chị chuyên làm về xưởng quần. Thật may mắn khi chuyến đi Vũng Tàu lần này có sự góp mặt của hai chị. Hai chị thì có ra Vũng Tàu nhiều lần rồi, thế nên là biết được quán ăn nào ngon và quán ăn nào không ngon ấy mọi người. Nói chung là cái đoạn đầu video này mình sẽ không quay gì về Vũng Tàu mà chỉ mukbang thôi, vì mình đói đến nỗi mà sắp lả đi rồi mọi người ạ. Để nói về vị bánh khọt của quán thì ngon xuất sắc, thế nên là bữa ăn lần này mình đã ăn rất là nhiều luôn. Sau khi mà đã ăn xong thì mình có về khách sạn để nghỉ ngơi, tắm rửa cũng như là make up. Ngày đầu tiên bọn mình ở Vũng Tàu cũng là giờ chiều tối, thế nên là không đi chơi được nhiều. Nhưng chắc chắn không thể bỏ qua hoàng hôn ở Vũng Tàu nha. Nói như thế nào về cảm nhận của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến Vũng Tàu nhỉ? Có lẽ là vì bất ngờ bởi vì Vũng Tàu đẹp hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Mình chưa từng có lần nào lên trên mạng xã hội để xem biển Vũng Tàu như thế nào, thế nên Vũng Tàu trong tưởng tượng của mình không có được đẹp như thế này đâu. Đây chính là quán cà phê mà mình sẽ đón hoàng hôn cho ngày hôm nay. Mọi người có biết là cái đoạn này trong đầu mình đang nghĩ gì không? Mình đang nghĩ là phải làm như thế nào để có thể quay được hết cái vẻ đẹp quán cà phê này cho mọi người xem. Tại vì là mình có check qua máy quay rồi, cảm thấy khi máy quay lên không có được đẹp bằng ở ngoài ấy mọi người. Cái đoạn này là mình vô tình thấy được máy bay hay là cái gì đấy mình không biết nữa, nhưng mà đại khái nó đẹp nên là mình quay lên cho mọi người xem nè. Sau khi mà đã đi ngắm hoàng hôn xong rồi thì chúng mình có đi ăn hải sản. Hình như ở chỗ này là chợ hải sản hay gì đấy mọi người. Đồ ăn thì tươi ngon mà giá cả thì hợp lý nha. Thật ra cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến Vũng Tàu mình không có tính quay vlog cho mọi người đâu, vì mình đang tính là để ngày hôm sau chúng mình sẽ khám phá xong rồi quay cho mọi người nhiều hơn cơ. Nhưng vì ngày đầu tiên đến và quen được hai chị nữa, thế nên là chúng mình có đi hát quẩy tưng bừng khóa lửa luôn. Đã lâu lắm rồi mình không có được vui như thế này. Đến đoạn gần cuối bọn mình quẩy ghê lắm luôn ý, nhưng mà vì sung quá nên là không có kịp quay cho mọi người xem được. Hello và xin chào buổi sáng mọi người. Mình đã dậy từ lúc 4 giờ sáng để đón Bình Minh, nhưng mà đã tốn mất 1 tiếng để make up. Đây quay cho mọi người xem buổi sáng ở Vũng Tàu. Nếu như ai đó hỏi mình có quay lại Vũng Tàu thêm một lần nữa hay không thì chắc chắn mình sẽ trả lời là có, bởi vì Vũng Tàu để lại cho mình một ấn tượng quá là tốt. Tất cả những người mà mình đã từng tiếp xúc và gặp ở Vũng Tàu, ví dụ như chú taxi hay là cô bán kẹo vân vân và mây mây, tất cả mọi người đều rất là thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt là thật thà. Mình chưa bao giờ đi chơi mà sau khi trở về lại có một cái cảm giác nhớ nhung như thế này. Ok, hello mọi người. Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ sáng. Bọn mình đã dậy từ 5 à không, mình đã dậy từ 4 giờ để make up. Xong mà hiện tại bây giờ đang là 5 giờ 30 phút. Bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị ngắm bình minh nha mọi người nha. Ở mũi Ninh Phong nha. Ở mũi Ninh Phong, ở đây bây giờ đang rất là đông người luôn. Mọi người ơi, trời gió sắp thổi bay mình rồi. Cất biển đây. Ui giời. Sóng gió thật đấy. Một kết quả rất bất ngờ, bọn mình đón bình minh vào đúng ngày, thời tiết không được đẹp lắm, đi ra chỉ có hứng gió thôi. Mà mọi người biết gió của biển thì nó mạnh như thế nào rồi đấy. Coi vẻ là đứng đấy hứng gió không ổn nên mình đã quyết định di chuyển ra chỗ khác. Ở đây thì nhiều cảnh đẹp lắm luôn ý. À đúng rồi, quên kể với mọi người là khi ra đây mình cũng có được một vài bạn nhận ra. Thật sự là cảm xúc lúc đấy của mình rất là bất ngờ luôn, không nghĩ là bản thân sẽ được các bạn biết đến như thế đâu. Đoạn này không biết phải nói gì nữa, anh edit ghép cho em một đoạn nhạc chill chill nha.
tip khi quay video TikTok làm như thế nào để cái mắt của mình có thể sáng hơn. Mọi người có thể thấy được là mình đang cầm hai cái điện thoại, một chiếc thì mình sẽ để flash chọi thẳng vào mặt của mình luôn, còn một chiếc còn lại mình sẽ dùng để quay nha mọi người. Kết quả thì ảnh đẹp mỹ mãn. Ở đây có cả những đồ ba lô. Bọn mình đã gọi là chụp ảnh các thứ xong xuôi hết rồi và bây giờ thì sẽ đi ăn sáng nha mọi người. Mình chưa quay được nhanh hết pin. Đi ăn thôi, đi ăn thôi. Bây giờ cảm xúc của tất cả mọi người đang đau đầu và rất là buồn ngủ, không biết là có giấc được không. Tin giới thiệu với mọi người, đây chính là Quảng Thị Hường. Sao nó bắt đầu? Chị ấy đã ế 3 năm trời mà không biết nói nữa oan thế. Phải là ế. Mà không có anh nào ngó. Mà không có anh nào ngó. Đúng rồi. Chị quay ra đây đi. Các bạn theo dõi YouTube em hơi bị nhiều trai xinh gái đẹp đấy. Wow. Chị giới thiệu. Liễu Bình có nhiều. Liễu Bình nhiều. Liễu Bình à, Liễu Bình nhiều ni. Ok mọi người ơi, chúng mình đã đến quán ăn rồi và hôm qua chúng mình được hai chị giới thiệu cho là đến ăn hủ tiếu ở đây. Lần đầu tiên ăn hủ tiếu nha mọi người. Ở ngoài nhìn màu tôm đẹp hơn nha cả nhà ơi. Đây ngon thế. Ôi, mời mọi người ăn hủ tiếu với mình nhé. Bây giờ là mời anh Linh Su múc bang trước. Đây là hai bà dì của nhà mình nhá. Hai bà thím. Hai bà thím đang múc bang. Nào. Chị mình làm quen gì với việc này rồi đi, chúng mình có chơi nhau lâu dài mà. Chọn nè. Chọn đều à. Ui, chút chấm nhiều nữa. Nói chung là mình thì hơi sai lầm một tí khi mình chọn lại nước, nhưng mà mỗi cái thì có các bạn làm mà muốn thử lên thử trộn đi. À. Nước nó sẽ hơi nhạt một chút. Nhưng mà anh thích thanh thanh thì có thể gọi nước ha. Đến lú xì cũng giống múc bang như thế nha. Em nếm vị đi không mà bắt lên tay. Nhưng mà ăn hủ tiếu khô. Ngon nhỉ. Hủ tiếu ngon nhỉ. Ngon lắm. 100% không ăn được. Không ăn được những cái món ở đây bởi vì là theo mình biết thì khá là ngọt ấy. Nhưng mà khi mà ra đây thì mình rất là ấn tượng bởi vì là đồ ăn ở đây thế là món nào cũng ngon cả. Và mình đã đi đến khách sạn rồi và bây giờ là đang tranh nhau cái màn mở khóa để xem ai mở được mọi người ạ. Ôi mình buồn ẻ quá. Là những gương mặt vừa bị anh Tây hàng xóm nhắc nhở. Ngại quá, nó to quá. Sau khi mà ăn sáng xong thì hiện tại bây giờ đang là 5 giờ chiều. Mình sẽ đi ngắm hoàng hôn. Và mình bây giờ đang bắt chó đi dạo. Ăn đồ. Hãy nói với các bạn chúng ta đang đi đâu. Bây giờ chúng ta lên đường lên ngọn hải đăng. Lấy xe máy đi chơi nha mọi người. Mình sẽ hát cho mọi người nghe một bài. Sau chia tay người ta vẫn hay thường làm gì, chung chạy sai sẽ một mình cùng thôi đau. Còn em mỗi sáng vẫn uống một ly cà phê và một cốc. Ôi, cái cảnh này nhìn giống như ở Ocean Park nhỉ mọi người. Thực hiện
cười. Nó phải rộng ít mấy lần đầu mình luôn đấy mọi người ạ. Quay cho mọi người xem cảnh ở Vũng Tàu nha. Let's go. Let's go. Từ cái cung đường này đoạn nào cũng đẹp luôn. Cảm giác giống như là mình đang ở Hàn Quốc ý. Cái cảm xúc của mình khi đi những cung đường này phải thốt lên chứ. Wow, quá đẹp. Thật sự luôn, nó đẹp lắm luôn ý mọi người. Ở ngoài nó đẹp hơn trong video rất là nhiều. Và khi đi lên trên này thì mình cũng cảm thấy tích cực hơn nữa. Ok mọi người ơi, hiện tại bây giờ thì mình đã có mặt tại Hải Đăng Vũng Tàu. Cảnh ở đây siêu siêu đẹp luôn ý mọi người ơi. Trời ơi mê lắm luôn. Thơ lắm luôn ý. Ở ngoài đẹp hơn trong video rất là nhiều luôn. Đây nha, quay cho mọi người xem. Đây là biển mọi người ạ. Trời ơi, mọi người thấy xanh xanh kia không? Là biển đấy. Đẹp lắm luôn ý. Mình thích cảnh này. Xinh cực kỳ. Em ơi đẹp nhờ. Đẹp thế. Cảnh đẹp thì làm sao thiếu được đôi trai gái yêu nhau. Tất nhiên là cảnh đẹp thì phải có Nhung Dây và Linh Su rồi. Lỗi mọi người vì vlog của mình phát cơm chó hơi nhiều hi hi. Nhưng mà phải công nhận là cảnh đẹp đúng không mọi người. Nhìn như ở Hàn Quốc luôn. Đây quay cho mọi người xem. Cái cột cao cao này là ngọn hải đăng nhá mọi người. Đấy mọi người nhìn thấy chưa. Bây giờ thì mình sẽ quay ra biển để cho mọi người xem nhá. Trời ơi, biển siêu xinh. Wow. Ở ngoài nó đẹp hơn trong video rất nhiều luôn ấy mọi người ạ. Kia là tượng chúa Kitô mà lúc buổi sáng bọn mình ra mũi nghi phong mình nhìn đấy. Đúng là nhìn hết thì thành phố Vũng Tàu. Xinh ghê. Ở ngoài xinh hơn trong video nhiều lắm luôn ấy. Đấy, chờ mọi người ơi, hoàng hôn. Hoàng hôn thư 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 thư. Wow. Người hát hoàng hôn điện chưa? Hoàng hôn này mọi người ơi, xinh chưa? Thì khi mà có ánh nắng vào hoàng hôn cũng mọi người xinh thật sự luôn ý. Thích lắm mọi người ơi. Nếu mà bạn nào mà mình nghĩ là nếu như mọi người đang muốn tìm địa điểm để hè này chúng ta sẽ đi du lịch ý, thì mọi người có thể chọn ở Vũng Tàu. Bởi vì là mình thấy mình ra đây mấy ngày nhỉ, 2 ngày đúng không? Thì thật sự luôn là mình không biết là ở lâu thì sẽ như thế nào. Nhưng mà trước mắt là 2 ngày thì mình thấy người dân ở đây rất là thân thiện luôn. Và thật sự luôn đáng yêu lắm luôn ý mọi người. Đồ ăn thì ngon. Xinh thật ý. Bọn mình chụp đi, chuẩn bị ảnh bọn mình chụp ở cái chỗ này này. Anh thích chỗ này không? Sau khi mà ngắm cảnh đã con mắt rồi thì bọn mình có dừng lại để chụp ảnh. Sẽ ăn thử da ua. Da ua là sữa chua ấy mọi người. Da ua, quán cô tiên. Ta-da. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là trứng đúng không? Da ua. Sữa chua ấy mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ ăn trứng ở đây trước. Mình nghe nói trứng và da ua ở quán cô này rất là hot luôn nên là cũng muốn thử. Điểm mà mình thấy khác nhất là lòng trắng ở đây lại mềm cơ mọi người ạ. Nó không bị cứng giống như là mình luộc bình thường ấy. Tiếp theo là da ua. Nó như thế nào nhỉ? Mình thấy là chua hơn da ua bình thường. Rất là thơm, nếu như cảm nhận vị của nó từ từ thì ngon nha. Bây giờ thì mình đang có mặt tại quảng trường Vũng Tàu.
Hôm nay thì mua đậu hũ. Đậu hũ nóng mọi người nha. Nóng lắm. Lần đầu tiên ăn, không biết là nó có bị ngọt quá không. Thơm ghê. Thơm lá dứa. À đang trêu anh Tượng, anh Tượng cười kìa. Anh đấy là người thật. Đây nha mọi người, bọn mình đang có mặt tại quảng trường. Anh ấy cười rồi. Ủa, ai đấy? Ai ví dụ em đục nít được không? Được không? Ok rồi. Ôi, anh nhìn em cũng là Tưởng kìa. Cười vậy. Đáng yêu nhỉ? Một anh vàng, một anh bạc. Nên là đã đưa cho mình một đồng 10.000 và một đồng 20.000. Ngoài oăm ở một cái là chúng mình chỉ có mỗi duy nhất là tờ 10.000 và tờ 20.000 thôi. Nên là sẽ có một anh được 20.000 và sẽ có một anh được 10.000 thôi mọi người ạ. Ủa ôi mọi người ơi, trời ơi, thích ghê. Ôi, đẹp thế. Cho mọi người xem nè. Nhìn cảnh này đẹp ghê mọi người nhỉ. Mình có đặt máy quay và sau đấy là quay video TikTok các thứ ấy. Chung là đi đâu thì đi, mình vẫn rất là muốn ghi lại khoảnh khắc như thế này. Nội rồi nên là đã dừng ăn phở Hanoi. Đây xin mời mọi người ăn phở. Bọn mình đã vừa ăn phở xong rồi và đã về đến nhà nha mọi người. Và đã về đến cái khách sạn mà bọn mình ở nhá. Đây quay cho mọi người xem cái khách sạn mình ở. Và đêm nay cũng sẽ là đêm cuối cùng mà tụi mình ở đây. Và mình phải bắt đầu đi về vào lúc 3 giờ đêm rồi nha mọi người. Tại vì là mình sẽ phải từ Vũng Tàu đi lên lại Sài Gòn. Và để đi ra sân bay ở Sài Gòn đấy mọi người. Nên là sắp phải tạm biệt nơi đây rồi. Hiện tại bây giờ đang là 2:30 đêm. Và bây giờ thì bọn mình chuẩn bị bay trở về Sài Gòn. Yeah, bây giờ thì chuẩn bị đi về thôi mọi người ơi. Nhìn mắt của mình thâm lắm luôn ý. Rất là buồn ngủ. Bị vali từ hôm qua đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì chỉ cần đợi xe và bay ra. Và bây giờ là đi xe ra thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng 7:30 thì bọn mình sẽ bay về Hà Nội nha mọi người.